Xin chào tất cả quý anh chị, mời quý anh chị đã quay trở lại với cái nhà đất Hoàng Mỹ. Hôm nay em xin phép review cho quý anh chị một lô đất nằm ngay ở chợ nhỏ đi xe nha quý anh chị. Hiện tại em đang ở chợ. Đây là một khu vực chợ mua bán rất kỳ tấp nập nha, một trong những chợ lợi nhuận của chiếc xe mình. Mọi người cùng theo chúng em đi tới vị trí lô đất của mình nhé. Lô đất mà em muốn giới thiệu với quý anh chị á là tọa lạc tại đường Cao Bảo Quát, thị trấn Chư Sê, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Chư Sê nha quý anh chị. Đây, lô đất của mình là có diện tích là từ đây, từ bức tường bên này qua bên này là 5,25m và chiều sâu là 19m và có 50m đất thổ cư. Từ vị trí của lô đất mình á có thể ra được đường Quang Trung chỉ trong vòng 70m, về tới chợ Huế chỉ trong vòng 30m nha quý anh chị. Đây là một cơ hội để cho quý anh chị sở hữu một bất động sản rất là cực kỳ tiềm năng, chúng ta có thể xây nhà ở và có đầu tư lâu dài nha quý anh chị. Nếu mọi người mà thiện chỉ về lô đất này, hãy liên hệ ngay cho em và ngay cho em theo số điện thoại em đặt ngay trên màn hình nha quý anh chị. Mọi người hãy like và subscribe cho em nha.